cổ phiếu ở hồ bơi có một người đàn ông vẻ mặt rạng rỡ quay về chỗ vợ bà vợ hỏi anh vừa đi đâu về thế hả ừ ở đằng kia anh thấy có một cô gái đẹp tuyệt trần nằm dài trên bờ gần như không mặc gì cả chỉ có mỗi tờ báo che trên bụng thôi bà vợ gầm lên sao nữa thì anh bèn cầm tờ báo đó lên bà vợ quay đi tìm cây chổi và bảo và anh đã thấy những gì khiến anh phấn khích chứ gì Đúng thế, tờ báo đó đăng tin giá cổ phiếu mình mua tăng lên 10%. Mọc sừng Có một anh chàng tìm gặp bác sĩ dinh dưỡng rồi hỏi Thưa ngài, đã nhiều năm rồi Vợ tôi thường xuyên ngoại tình Điều làm tôi lo lắng là bác sĩ vội đáp ồ xin lỗi có lẽ ông nên đi gặp bác sĩ tâm lý chuyên môn của tôi là thuộc lĩnh vực khẩu phần và dinh dưỡng cơ không không tôi không nhầm đâu xin hãy nghe tôi nói đã điều làm tôi lo lắng là những cái sừng kia ngài hãy cho tôi biết liệu việc chúng không mọc ra có phải là biểu hiện tôi bị thiếu canxi không nhỉ trao cái quý nhất cho bạn trai có một đôi trai gái ngồi tâm sự trong công viên chàng trai cất giọng buồn rầu bảo em ơi anh sắp phải đi xa một thời gian anh rất buồn và nhớ em ôi anh yêu chẳng nhẽ phải thế thật sao đúng vậy em chờ đợi anh chứ vâng em sẽ chờ em sẽ trao cho anh cái quý giá nhất của em để cho anh yên tâm nghe thấy thế chàng trai tay nhanh như cắt luồn tay vào cổ cô gái và nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền rồi chuồn thẳng <laughs> sinh con nhiều nhờ chồng thường xuyên xin lỗi vì quan tòa hỏi một người phụ nữ đang đòi tiền cấp dưỡng nuôi con chồng cô rời bỏ cô lúc nào Người phụ nữ mệt mỏi đáp, "Từ 10 năm trước, vị quan tòa bối rối, nếu anh ta đã bỏ đi từ 10 năm trước, vậy thì năm đứa trẻ này từ đâu mà ra?" Người phụ nữ nói, "À, anh ta vẫn thường quay trở lại để nói lời xin lỗi." Đối thủ, trận đấu võ đang vào hồi quyết liệt, bên dưới khán đài, một khán giả cuồng nhiệt la to, dứt điểm nó đi, dứt điểm nó đi, đúng rồi. Người cạnh bên hỏi, "Ồ, chắc anh hâm mộ võ sĩ này lắm hả?" "Ôi không, nhưng thằng đối thủ của anh ta là kẻ đang tán tỉnh bồ tôi." đoán thế. Khi được đề nghị phát biểu về đàn ông nước mình, những người phụ nữ Hy Lạp đã hãnh diện nói, tuyệt vời, chúng tôi không còn gì để mong muốn hơn nữa ở Đức lang Quân của mình. Trong khi đó, phụ nữ Mỹ, Italia, Nhật thì lầm bẩm, họ lớn lên ở đất nước của thần thoại nên thích nói chuyện thần thoại hay sao ấy nhỉ? phát minh đầu đời của nhà vật lý người Hà Lan Philip Cucu kể lại tuổi thơ của mình rằng Khi còn bé, tôi hay chơi trò dùng bình xịt gôm để phun vào con run đất, làm cho nó duỗi thẳng ra và trở nên cứng hẳn, sau đó lại nhét con run đó trở lại vào cái lỗ dưới đất. Không hiểu ứng dụng trò đó như thế nào, nhưng có lần mẹ tôi khen, sáng kiến của con hay đấy, nó đã giúp cho bố con không còn là người đàn ông vô tích sự. Đó cũng là phát minh được khen ngợi đầu tiên của tôi. Lạ lắm, có một thanh niên từ nông thôn ra thành phố bằng tàu hỏa. Khi trở lại, anh ta kể với bạn rằng, khi từ Hà Nội về quê, chờ tàu ở ga giáp bát. Lúc 20 giờ, có một cô gái khá xinh đẹp xuất hiện nói với tôi rằng, anh có muốn đi một tí không? Tàu nhanh giá 200, tàu chậm giá 500. Các bác có thấy vô lý không? Tôi thấy thật ngược đời. Không dám nữa, sau đám cưới anh chồng trẻ bảo vợ, chúng ta hãy đốt hết các hóa đơn chi phí cho đám cưới đi nhé cô vợ ngạc nhiên hỏi tại sao phải làm điều đó hả anh yêu ừ thì anh sợ rằng sau này con trai chúng ta mà đọc được đống hóa đơn ấy thì nó không dám lấy vợ nữa nhà vệ sinh tôi làm cái chân trông coi nhà vệ sinh tại một công viên. Nhiệm vụ của tôi khá đơn giản, khi có khách vào ỉ ạ, thì tôi sẽ bán giấy vệ sinh để thu tiền. Nhiều người hỏi tôi là sao không tìm việc gì khác tử tế hơn mà làm. Suốt ngày ngồi ở nhà vệ sinh canh người ta ỉa không thấy chán à. Quả thực tôi chẳng biết phải nói sao. Bởi cái này nó gần như là niềm đam mê. Là cái nghiệp rồi giống như người hỏa sĩ vậy, một ngày không được cầm cọ, không được đắm hồn vào những mảng màu cam vàng xanh đỏ thì sẽ thấy nhớ nhung khắc khoải thiếu vắng cái gì đó. Hay như người ca sĩ, một ngày không được cầm mic, không được phiêu trong ánh đèn sân khấu lung linh thì sẽ có cảm giác không còn là chính mình, thấy cuộc đời buồn tẻ, nhạt nhẽo vô cùng và tôi cũng thế một ngày không được nhìn thấy người ta đi ỉa, không được ngửi mùi cứt, là y như rằng lòng tôi bứt rứt, chống trải và hững hụt. <laughs> Cẩm tinh con chó Có một người được mời đi ăn cỗ, chủ nhà vừa mới nói câu xin mời xong, anh ta liền uống luôn mồm, gắp luôn tay, ăn không biết chừng. Người ngồi cùng mâm hỏi: "Thế anh cầm tinh con gì ý nhỉ?" Anh ta trả lời: "Tôi tuổi Tuất, cầm tinh con chó đấy." Người ngồi cùng mâm nói: "Ồ may quá, anh tuổi chó, chứ nếu là tuổi hổ thì có lẽ ăn cả thịt tôi mất." mèo ăn chay có một con mèo đeo ở cổ một chuỗi hạt ngọc lũ chuột nhìn thấy vui mừng bảo mèo ăn chay rồi nhá mèo ăn chay rồi thế là lũ chuột dìu con rát cháu lũ lượt đến bái tạ mèo đột nhiên mèo gào lên một tiếng thật to rồi nhảy bổ ra tóm lấy mấy con chuột lũ chuột phát hoảng nhảy loạn xạ may mà thoát chết lũ chuột mới bảo nhau nó ăn chay lại càng hung dữ hơn. <laughs> nghệ thuật điện ảnh sau buổi ra mắt bộ phim, một khán giả góp ý với đạo diễn, về nghệ thuật điện ảnh thì đáng lẽ ở cuối phim ông nên bố trí một vụ nổ lớn. Để làm gì thưa ông? để các khán giả đang ngủ thức dậy mà trở về nhà chứ. <laughs> Giống như bố, cô giáo bước vào lớp, chuẩn bị cho tiết học mới. Bỗng cô phát hiện Tèo đi học trễ, bèn lẻn bước vào lớp. Cô liền nói, Tèo, Sao em phải lén lút như thế hả? Cứ vào lớp như bố em vào nhà xem nào. Tèo vâng, rồi xin lỗi cô xong đi ra ngoài. Một lúc sau bỗng, dầm một tiếng lớn. Tèo liền đạp tung cánh cửa lớp, rồi khảnh khẳng đi vào, chỉ tay vào mặt cô giáo quát to. Này con mụ kia, lại không mở cửa cho ông à. đệ tử lưu linh hai gã nghiện vốn là bạn thân của nhau một ngày nọ một gã âu sầu bảo với bạn tôi bị sơ gan nặng sắp chết rồi mai mốt khi tôi qua đời liệu anh có thể giúp tôi việc này được không anh nói cái gì vậy tôi sẵn lòng mà anh đừng có ngại cứ nói đi số là trong hầm rượu nhà tôi có một chai whisky lâu năm rất quý khi người ta an táng tôi nhờ anh hãy khui chai rượu đó rồi rót lên mộ tôi ồ tôi lấy làm ân hận khi nhận trọng trách mà anh giao phó anh cứ tin ở tôi chắc là anh cho phép tôi rót rượu lên mộ anh sau khi lọc nó qua đường thận chứ trong một phiên tòa bị cáo khi anh nhận được chiếc nhẫn này tại sao anh không nộp cho cảnh sát vậy hả dạ đâu cần thiết phải làm vậy chứ vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ mãi mãi là của anh mà đầu bếp ngô Thời gian Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, ngài nghiêm cấm việc sát sinh. Một lần, có một vị sư đến vùng huyện Thiểm đi công cán. Lúc ăn cơm, người đầu bếp bưng lên một đĩa thịt. Sư Đức kinh ngạc hỏi: "Thịt ở đâu thế này?" Đầu bếp trả lời: "À, con dê bị con sói cắn chết." Vừa ăn cơm với thịt dê, sư Đức vừa khen con sói này quả là được việc một bữa khác đầu bếp lại bưng lên cho sư đức một đĩa cá sư đức lại hỏi ồ cá ở đâu vậy đầu bếp trả lời con sói cắn chết đấy ạ à? sư đức đập đũa xuống bàn mắng tên đầu bếp ngu dốt sao mày không nói là do con rái cá cắn chết hử cá trong giếng Một người chủ nhà mời khách Món cá bao giờ cũng bị cắt khúc giữa Còn cái đầu và cái đuôi ghép vào Và đặt lên đĩa Một người khách thấy lạ Cố ý hỏi Cá ở đâu thế hả bác Chủ nhà nói Ồ cá nuôi trong ao đấy mà Khách lắc đầu cười mỉm nói Không phải rồi Hình như cá nuôi trong giếng cho nên mình nó mới ngắn thế này. Nỗi oan của nghề cướp Cảnh sát hỏi một tên cướp Vì sao mày dám cướp của người khác thế hả? Tên cướp trả lời Sao lại gọi là cướp? Đó chẳng qua là tôi chưa kịp thương lượng với họ mà đã mang đồ đạc của họ đi thôi. Cảnh sát nói, mày to gan thật đấy, giữa ban ngày ban mặt mà mày dám cả gan xông vào cướp của người ta. À? Tên cướp nói, công việc của tôi lâu nay có chia ra ban ngày và ban đêm gì đâu. Thỏ kêu khác thường. Một chàng thợ săn mới vào nghề mời hàng xóm, người đang đau buồn vì mất chú mèo cưng, sang ăn mừng chuyến đi săn đầu tiên. Sau khi cơm no rượu say, người hàng xóm nức nở khen ngon rồi hỏi: "Món gì thế?" Chủ nhà đáp: "Thịt thỏ đấy." "Ôi, anh tìm đâu ra thỏ ở vùng này chứ? Tối qua tôi đang ở nhà thì có tiếng động ngoài cửa, tôi mang súng bước ra, Thấy một con thỏ dương mắt nhìn, tôi cho nó ngay một phát vào giữa chán. Nó chỉ kịp kêu, meo một tiếng. Động vật ăn nhậu Một ngày chủ nhật đẹp trời, châu chấu rủ ốc xên và rết đến nhà mình ăn nhậu. Ăn uống được nửa chừng thì hết mất bia. Chúng bàn nhau xem đứa nào sẽ đi mua bia tiếp. Ốc sen bảo Tớ bỏ chậm lắm Nên sợ các cậu sẽ phải đợi lâu Châu chấu thì nói Tớ bay nhanh quá Sợ bia sẽ bị sắc Còn toàn bọt thôi Thế là tất cả thống nhất để cho dết đi mua Châu chấu và ốc sen ngồi ở nhà đợi Đợi mãi cả tiếng đồng hồ Vẫn không thấy dết mang bia về Hai đứa quyết định đi tìm Ra đến cửa Chúng nhìn thấy dết vẫn đang cặm cụi ngồi mang giày sợ vợ có một ông quan rất sợ vợ có người mách ông ta một kế như sau một hôm nào đó ông hãy uống nhiều rượu vào cho say khi say rượu là không biết sợ ai cả nhân cơ hội đó ông đánh cho bà ấy một trận nên thân lần sau bà ấy mới biết sợ ông vị quan nọ quả nhiên làm theo kế đó uống rượu vào ngà ngà say nên đánh vợ một trận khá đau vợ ông ta có sợ ông ta thật nhưng sau khi tỉnh rượu vợ ông ta hỏi hàng ngày ông hiền lành vậy mà sao hôm nay ông độc ác thế vị quan nọ nó nói lúc đó tôi say rượu chẳng nhớ gì cả nghe chồng nói là say rượu đánh vợ vợ ông ta chẳng nói chẳng rằng liền tát ông ta hai cái ổ tai ông quan vội nói ngay không phải tại tôi mà là người ta bảo tôi làm thế đấy vợ quan liền nói ừ kẻ bày mưu đáng ghét thật còn ông làm quan mà tai mỏng như vậy thì cũng đáng đánh lắm rồi nói ngược có một cậu thanh niên chuyên môn nói ngược một lần anh ta cưỡi ngựa đến một nhà của một người bà con để kiếm rượu uống chủ nhà là một người già nói rượu thì tao có đấy nhưng chẳng có gì để nhắm cả đâu chàng thanh niên nói thì làm thịt con ngựa của tôi mà nhắm người già hỏi thịt ngựa thì mày cưỡi gì chàng thanh niên chỉ vào con gà đang đi ngoài sân thì cưỡi nó đó chủ nhà bảo con gà của tao đó có thể thịt được đấy nhưng chẳng có củi để đun nấu nó đâu chàng thanh niên nói ồ dễ thôi lấy quần áo của tôi mà đun nấu chủ nhà lại hỏi thế thì mày mặc cái gì chàng thanh niên chỉ vào hàng rào của người bà con rồi nói đấy mặc cái ấy trông coi hố xí ngày trước có một người cực kỳ tham lam vơ váo thượng vàng hạ cám đều tìm cách chắc được có phần mới nghe rất nhiều người bị mất bị thiệt với anh ta rồi một hôm một người bạn của anh ta có ý diễu cợt những việc anh làm đều ngang trái tham lam vơ vá rồi sẽ có một ngày anh ta trông coi hố xí công cộng rồi xem anh có còn vơ váo được cái gì không? Anh trả lời, nếu chúng cử tôi ra trông coi hố xí công cộng thì tôi sẽ có cách khác ngay. Nếu là người có tiền lúc cần vào hố xí để xả cặm thì tôi giả bộ cấm giữ ngăn trọng. Tất nhiên người đó phải hối lộ tôi để được giải quyết ngay, chứ để trong bụng lâu thì khó chịu lắm. Người có tiền mà chưa muốn vào hố xí thì tôi ép dồn dục làm cho họ chặt lưỡi chi ra ít tiền cho tôi thế là xong. Nói xong anh ta cười ha hả, hở ra cái mồm rộng hoác đầy những cái răng vịt vàng. Bài 384. Một người chủ nhà có tính keo kiệt mời khách uống rượu. Lúc gần bưng bâm lên, anh ta dặn người bồi bếp. Trong bữa rượu hôm nay, tao lấy hiệu lệnh bằng cách gõ xuống mặt bàn. Để nghe tao gõ mặt bàn, thì mới tiếp rượu nghe chưa? Không được tự ý lãng phí rượu đấy nhá. Lời nói đó chẳng may để người khách nghe được. Trong bữa rượu, khách cố ý hỏi. Bà cổ thân sinh ra anh năm nay thọ bao nhiêu? Chủ nhà giàu có nhưng keo kiệt trả lời. Bảy ba, khách vui, vô tình gõ xuống mặt bàn mà trầm trồ. Chà, quý hóa, quý hóa. Bồi bếp nghe rõ, uh, bàn gõ cạch cạch, vội chạy ra tiếp rượu. Chai rượu tiếp ra mới được một lát, khách lại hỏi. Thế ông cổ thân sinh ra anh năm nay thọ bao nhiêu? Chủ nhà nói, Tám tư. Khách cười tươi rồi gõ xuống mặt bàn. Ai chả hiếm có hiếm có. Bồi bếp lại nghe gõ bàn, lại xách chai rượu khác ra tiếp. Cứ như thế mấy lần, chủ nhà bực lắm, mặt đỏ bừng rồi tái xám. Đến lúc không chịu được nữa, chủ nhà đứng phát dậy bảo. Bảy ba hay tám tư, mạc mẹ nó, anh không cần quan tâm đến, làm gì mà anh cứ uống nhiều vậy. trao đổi phép thuật ngày trước ở khu vực nam kinh có một người chuyên bán thuốc rong trên chiếc xe thuốc của ông ta có một pho tượng khi bán thuốc bao giờ ông ta cũng hỏi kỹ thuật gì tình trạng ra sao sau đó mới bắt thuốc khi gói thuốc viên bán bao giờ ông ta cũng bỏ các viên thuốc này vào bàn tay tượng quan âm ông ta nói nếu thuốc từ bàn tay quan âm không rơi xuống là quan âm hiển linh thuốc uống rất tốt có công hiệu cứ thế mỗi ngày ông ta thu hàng ngàn hàng vạn tiền có một anh thanh niên đứng cả buổi để xem ông ta bán thuốc mà không hiểu vì sao cả anh ta nghĩ bàn tay của tưởng quan âm để nghiêng mà sao viên thuốc lại không rơi anh ta muốn học phép này để kiếm tiền một hôm anh thanh niên kia chờ cho mọi người mua thuốc vãn mời ông bán thuốc vào quán uống rượu ăn uống xong anh ta chẳng trả tiền gì cả cùng ông bán thuốc ra về lần thứ hai lần thứ ba cũng như vậy anh ta và ông bán thuốc ăn uống xong cứ thế mà ra về chủ quán cũng chẳng hỏi tiền mà cũng không ai chặn hai người người bán thuốc lấy làm lạ muốn hỏi xem anh ta có phép thuật gì. Anh thanh niên nói, một tí phép thuật làm vui lòng ông mà thôi. Nếu ông đồng ý thì chúng ta trao đổi phép thuật cho nhau càng tốt chứ sao. Ông bán thuốc đồng ý và nói với anh thanh niên, phép thuật của tôi chẳng có gì cao siêu, chỉ là để hòn nam châm kín trong tượng quan âm. Còn viên thuốc thì có trộn bột sắt nên viên thuốc bám ở lòng bàn tay tượng quan âm mà không rơi xuống nghe xong anh thanh niên cười nói ồ phép thuật của tôi lại càng đơn giản hơn chẳng qua tôi bố trí trước đưa tiền cơm rượu cho chủ quán rồi và thống nhất với nhau ăn uống xong chúng tôi ra về không ai chẳng hỏi gì cả có vậy thôi chó nào khôn hơn có bốn người một bác sĩ một kế toán và một nhà báo và một viên chức đều muốn chứng tỏ con chó của mình khôn nhất viên kỹ sư nói với con chó của mình ok hãy biểu diễn xem nào con chó liền chạy đi và mang về một ít giấy cái thước và cây bút nó ngậm bút rồi vẽ các hình vuông hình tròn hình tam giác lên trên giấy Viên kế toán bĩu môi. Hồ, thế mà cũng khoe. Đô la, cho bọn họ sáng mắt đi. Con chó chạy đi và mang về một hộp bánh. Nó chia hộp bánh làm bốn phần bằng nhau. Nhà hóa học hất mặt nói với con chó của mình. axit cho họ biết lễ độ đi. Con chó chạy đến tủ lạnh, lấy ra bình nước chanh, rồi nhảy lên kệ, lấy hộp đường, rồi đổ vào bốn cái ly. Trong lúc mọi người đang há hốc mồm, viên chức ra hiệu cho con chó của mình. Chú ta liền bước lại ăn hết phần bánh, uống cạn ly nước chanh. Giờ một tờ báo ra, miệng cằn nhằn và lại gần bàn phím gõ đơn xin nghỉ ốm. thà không giúp còn hơn dâu Bob và john boy và budda đang phủ nhau khuân vác vật dụng bằng gỗ trong khi dâu và john đang vật lộn với cái tủ quần áo làm bằng gỗ sồi rất nặng thì dâu để ý thấy bút ba đã biến đi đâu mất tiêu dâu hỏi john này bút ba đâu rồi Đáng lẽ cậu ấy phải ở đây giúp chúng ta một tay chứ nhỉ? John nói, búp ba đang giúp chúng ta đấy thôi. Cậu ấy đang ở trong tủ quần áo để treo đồ mà. Truy <laughs> tìm buổi sáng ở sở cảnh sát. Tối qua có báo cáo gì không đấy? Dạ báo cáo sếp có một vụ báo mất trộm. Mất những gì? 100 tút thuốc lá và 120 kg cà rốt ạ. À? Thế các anh điều tra theo hướng nào? Dạ báo cáo, chúng tôi đang tìm một con thỏ bị ho. Bị lừa chàng thanh niên mua một chiếc lọ cắm hoa đến tặng một người bạn gái khi đến nhà chàng thanh niên thứ nhất mở ra chẳng may lại úp ngược lọ hoa xuống chàng liền quay sang bảo nhỏ với anh bạn đi cùng đèn thật đấy mua phải lọ hoa không có lỗ cắm anh bạn thấy vậy liền nhấc lọ hoa lên và lẩm bẩm ừ lại còn không có đáy nữa chứ khổng xúc đối đáp lúc khổng xúc mới 10 tuổi theo bố đi chơi ở lạc dương khi đó tiếng tăm của lý tịch rất lớn làm đến chức quan tư mã hiệu úy vì thế người tìm đến ông ta thường là những người tài trí có phẩm hàm cao quý hoặc là người nhà thì lính gác mới vào bẩm báo cho gặp hôm ấy khổng xúc đến gõ cửa nhà lý tịch và nói với lính gác tôi là người nhà lên thăm nhờ anh báo hộ lính gác cho khổng xúc vào vừa ngồi xuống lý tịch hỏi ngay ta có họ hàng gì với cậu đâu khổng xúc đáp ồ ngày xưa tổ tiên tôi và tổ tiên của ông quan hệ thầy trò cho nên tôi với ông mãi mãi vẫn là người thân thích mà lý tịch hỏi ngay thế cậu có ăn tí gì không khổng Súc nói vâng ăn một tí cũng được lý tịnh bảo thế ta dạy cho cậu biết lễ tiết làm khách nhé khi chủ nhà hỏi có ăn gì không thì phải từ chối chứ đừng có tham ăn khổng Súc nói thì tôi dạy cho ông biết lễ nghĩa làm chủ khi khách đến nhà thì phải lập tức chuẩn bị đồ ăn bưng ra, đừng có hỏi khách có ăn hay không. Nghe xong, Lý Tịch thở dài. Nhưng tiếc rằng, ta sắp chết rồi, chẳng còn nhìn thấy cậu mở mày thành đạt được. Khổng Súc nói, ồ, ông còn sống lâu đấy. Lý Tịch mới hỏi, vì sao? Khổng Súc nói, người xưa đã nói rồi, lời nói của người sắp chết rất có thiện trí lời nói của ông vừa rồi không có thiện trí vừa lúc đó có ông quan trần vĩ bước vào nghe khổng xúc nói câu đó ông ta nói ngay người mà lúc nhỏ thông minh lớn lên chẳng ra gì đâu khổng xúc cười mỉm ồ ông là người lúc nhỏ rất thông minh ư văn của người nổi tiếng. Thượng đế quyết định chấm dứt cuộc sống trên trái đất. Người truyền đạt ý tưởng của mình cho ba nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực truyền thông. Đó là Ted Turner, Cameron và Bill Gates. Ted Turner ngay lập tức truyền đi hình ảnh và bài phát biểu của mình trên toàn hệ thống của hãng CNN. Câu ông ta nói rằng, tôi có tin tốt và tin xấu tin tốt là thượng đế có thật tin xấu là người quyết định chấm dứt cuộc sống trên trái đất cameron mời tất cả đạo diễn của hollywood đến và thông báo tôi có tin xấu và tin tin xấu hơn nữa tin xấu là các hình tượng thượng đế mà chúng ta xây dựng từ trước đến nay đều không đúng với nguyên mẫu tin xấu hơn đó là Chúng ta không cần thời gian để làm một bộ phim mới về người. Còn Bill Gates khởi đầu thông điệp của mình trên mạng Internet. Tôi có tin tốt và tin tốt hơn. Tin tốt là Thượng Đế công nhận tầm quan trọng của Internet. Tin tốt hơn là người sẽ đưa chúng ta đến một thế giới ảo. Hoàn hảo và thật 100%. anh cứ yên tâm bác sĩ tới rồi có một anh chàng là nhân viên văn phòng ra nhà hàng dùng bữa trưa sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho vị khách anh phục vụ hỏi ông dùng gì thưa ông anh cho tôi một đĩa cải xào và một đĩa thịt kho nào vâng vâng thưa ông xin ông đợi một chút tôi sẽ vào bếp rồi nấu ạ à. ơ thế ra anh cũng là đầu bếp luôn à dạ tôi chỉ làm thay thôi ạ à vị đầu bếp bị đau bụng từ sáng do sơ ý nếm nhầm một món xào nào đó trong bếp ạ à? nhưng mà anh yên tâm bác sĩ đã đến đây khám cho ông ấy rồi phản tác dụng mới đây hàng loạt cô gái đã đem bụng đến tố cáo tạp chí nọ bởi slogan của tạp chí này viết nói không vẫn là phương tiện tránh thai truyền thống tốt nhất qua tìm hiểu vị tổng biên tập của tạp chí này mới tá hỏa khi đi chơi với bạn trai lúc được hỏi có cần bao cao su hoặc uống thuốc không câu trả lời của các cô là không hoang tưởng có một anh chàng macedonia bị bệnh hoang tưởng nặng sau một thời gian điều trị đã khỏi bệnh họ hàng anh em đến chúc mừng đáp lại thỉnh tình đó anh chàng gạt phăng mọi người ra và nói mừng gì mà mừng trước đây tôi là alexander đại đế giờ tôi chẳng là ai sắt một kẻ vô danh tiểu tốt hai chàng trai cùng đến nhà cô gái chơi nhưng cô đã đi vắng cả hai ngồi chờ người nào cũng muốn cho đối thủ về trước một anh hỏi mấy giờ rồi anh kia đáp chín giờ rưỡi chắc anh bận lắm hả ồ không tôi chỉ sợ anh về muộn thôi nghe vậy anh chàng này liền lấy từ trong cảm ra một cuốn tiểu thuyết giải cộp ung dung ngồi đọc anh kia vẫn thong thả nói này anh đọc xong thì cho tôi mượn đọc với nhá. <laughs> cấm hút thuốc Có một người đàn ông bị vợ cấm hút thuốc lá ở mọi nơi, ở nhà, cơ quan, ngoài đường và nơi công cộng. Ai cũng khen vợ anh ta đã rất quan tâm đến sức khỏe của chồng. Anh chồng buồn giàu đáp, không phải thế đâu, cô ấy bảo trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi. <laughs> yêu có một đôi trai gái tối đến công viên chơi, không may không còn ghế nào trống. Anh chỉ đành ngồi bằng dép, ngồi từ 8 giờ đến 10 giờ không thấy nàng nói gì, chàng có vẻ bực mình nhưng không nói ra, đến 11 giờ không còn chịu đựng được nữa chàng đứng phát giời bảo yêu thì nói là yêu ngay đi lại còn im lặng mãi bố mày ngượng bỏ mẹ ra không thì trả dép cho bố về lời cầu nguyện đã linh nghiệm một sinh viên viết thư về nhà thưa bố mẹ con cảm thấy rất đau khổ khi cứ phải viết thư để xin tiền bố mẹ, con cảm thấy xấu hổ và không vui vẻ khi phải hỏi xin ba mẹ thêm 100 đô la nữa. Con quỳ gối cúi xin ba mẹ rộng lòng tha thứ cho con, con trai của ba mẹ, Marvin. Tái bút, con cảm thấy quá đau khổ nên đã chạy theo người đưa thư để lấy lại, con muốn lấy lại lá thư và đốt cháy nó, con đã cầu nguyện là con muốn lấy lại nó nhưng mọi việc đã quá trễ. Một vài ngày sau, chàng sinh viên nhận được một lá thư từ ông bố, lời cầu nguyện của con đã nhận được chấp nhận, lá thư của con không bao giờ tới nơi. Ai đang kể? một chị gái đang kể chuyện cho mọi người nghe bắt đầu kể lần một là nói về hai vợ chồng nọ người vợ đi chợ về nấu cơm trong bữa ăn ông chồng toàn chê những món của vợ mình nấu cô vợ tức liền tát cho ông chồng một cái rồi nói cơm này tôi nấu hay anh nấu hả à? người chồng uất ức liền nghĩ kế chơi lại hôm sau chồng dắt chiếc xe đi vá khi vá về người vợ thấy bánh xe còn lủng liền nói với chồng bánh xe còn lủng kìa ông chồng quay lại tát cho vợ một cái vào mặt rồi nói xe này tôi vá hay bà vá vừa kể xong câu chuyện của đôi vợ chồng nọ chị ấy liền nói lần ba thì có một bạn nhanh nhảu trả lời mới lần hai thôi chị ơi thế là sau lời nói đó một cái tát vào mặt bạn ấy và chị hỏi chị kể hay em kể hả? Đêm qua lúc ba giờ sáng, cảnh sát tuần tra bắt gặp một người đàn ông đi đứng loạng choạng, mặt tím bầm, mắt mũi sưng húp, tệ nhất là anh ta chẳng nhớ được gì khám kỹ người nạn nhân cảnh sát thấy một chứng minh nhân dân và đưa anh ta về theo địa chỉ trên đó tuy nhiên vừa về đến cửa anh ta tỉnh hẳn rồi gào to ôi các người là đồ tôi tôi vừa ở đó ra phát hiện mới ủy ban olympic quốc tế mới đây cho biết việt nam thực ra là một nước từng tham gia thế vận hội từ khá sớm đặc biệt là bộ môn thể dục dụng cụ trong các tài liệu cổ còn lưu giữ được cũng cho thấy điều đó thí dụ thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa thiếp vội vàng trích trong thơ hồ xuân hương bài đánh cờ kết luận Hồ Xuân Hương và các đồng đội đã tham gia nội dung nhảy ngựa tại Olympic. Sếp <laughs> tổng của tập đoàn xuống dự hội nghị tổng kết dưới một công ty thành viên. Nữ thư ký chuẩn bị cho sếp bài diễn văn phát biểu. Buổi chiều khi quay về sếp hỏi thư ký Sao mà bài diễn văn nó có vẻ dài thế? Nhiều đoàn có vẻ như là trùng lặp. Tôi thấy các cán bộ ngồi ở bên dưới cứ ngáp ngắn ngáp dài. Nhiều người còn ngáy khò khò nữa. Ôi, thôi chết, em quên không dặn anh. Biết tính anh hay đáng trí, cất tài liệu chỗ nào rồi lại không nhớ. Nên bản báo cáo 10 trang em đã photo thành 3 bản. Phòng khi mất bản này còn có bản khác. <laughs> Xấu nhất hành tinh, có một cặp vợ chồng già lái xe vào khu ngoại thành chơi. Người vợ đang lái thì bị một cảnh sát ra hiệu ổ áp vào lề đường. Viên sĩ quan hỏi, thưa bà, bà có biết là mình lái xe vượt tốc độ không hả? người phụ nữ ngãnh ngãng liền quay sang chồng hỏi này anh ta nói gì thế người đàn ông hét lên anh ta bảo bà đang đi quá tốc độ viên cảnh sát nói tiếp xin bà cho xem bằng lái người phụ nữ lại quay sang chồng hỏi anh ta nói cái gì thế người đàn ông hét lên anh ta muốn xem bằng lái của bà người phụ nữ liền đưa cho viên sĩ quan bằng lái anh ta nói ồ vậy là bà đến từ a can sát tôi từng ở đó một vài lần và có một cuộc hẹn với người phụ nữ xấu nhất hành tinh bà vợ liền quay sang ông chồng hỏi anh ta nói cái gì thế người đàn ông hét lên anh ta nói anh ta biết bà đấy cuộc thi nhịn đói người ta tổ chức ra một cuộc thi gọi là cuộc thi nhịn đói có ba nước việt nam mỹ và nhật tham gia ban tổ chức sẽ cho ba người này vào ba căn phòng chống mỗi phòng chỉ có một cái chuông nhỏ để bấm nếu như có một người nào đó muốn bỏ cuộc vì không chịu nổi và cuộc thi bắt đầu người ta tính thời gian sau hai ngày tên người mỹ nọ phải bấm chuông xin ra vì quá đói Tiếp theo đó tên người Nhật với khoảng thời gian là 4 ngày nhưng cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. Theo quy định thì người ta sẽ phải chờ người dự thi tự mình chấm dứt vì còn tính thời gian kỷ lục mới trao giải thưởng. Nhưng họ chờ tới 6 ngày rồi 8 ngày vẫn không thấy anh Việt Nam chịu bấm chuông. Họ bắt đầu lo lắng. Cuối cùng họ bắt buộc phải phá cửa để vào xem tình hình thì người ta thấy anh Việt Nam đang nằm thoi thóp trong góc tường. Người ngợm như đã chết rồi. Khi họ hỏi lý do nào đã khiến anh có một ý chí phấn đấu ngoan cường như thế, đói mà vẫn không chịu thua, thì anh chàng Việt Nam hồn hển không ra hơi. Mẹ, thằng, thằng nào cho tao vào phòng có cái chuông hỏng. Sau đó rồi xỉu luôn. có một người hàng xóm nhìn thấy hai người cạnh nhà mình đang khiêng một người bị bệnh đi cấp cứu liền hỏi thăm. Này anh ơi, có nặng lắm không? Người kia vừa thở vừa trả lời. Cảm ơn bác, tôi cũng không biết nữa. Lúc đi vội quá nên chưa cân. Lòng lợn luộc để giúp cho trò tí sửa cái tật phát âm sai L thành N. Cô giáo bắt tí tập đọc và học thuộc lòng câu. Cu lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc. Một tuần sau, nghe cô tí trả bài không vấp. Cô hài lòng khen tí. Giỏi lắm, em đọc đúng rồi đó. Thấy không? Có khó khăn gì đâu. Dạ thưa cô, đọc mãi cũng quen chứ. Gặp những câu nạ nắm núc lo cứ làm sao ấy ạ à? đàn ông thua nhau ở mống vợ người ta bảo rằng đàn ông hơn nhau ở tấm chồng tôi thì xin bổ sung đàn ông thua nhau ở mống vợ vợ ơi tôi bị cô làm cho xấu mặt làm cho ức chế nhiều lần lắm rồi cô có biết không như mới bữa trước đây này. Có thằng em cùng công ty hỏi vay tôi 500. Tôi thú thật là tôi không có. Thế rồi lúc ăn trưa tôi móc ví trả tiền cơm. Thì lại thấy 2 triệu từ trong ví rơi ra. Thằng em cùng công ty cũng đã nhìn thấy. Tôi xấu hổ quá. Chả biết giải thích với nó ra sao cả. Tại sao cô lại lén lút bỏ tiền vào ví của tôi hả? Ai cho cô cái quyền đó chứ? ai cho phép cô làm điều đó cô đã biến tôi thành một thằng đàn ông bẩn tính keo kiệt trong mắt anh em đồng nghiệp cô có biết không không phải chó của tôi có một người đàn ông đi trong công viên thấy chiếc ghế đá có một gã đang ngồi gần đó có một con chó ông cũng muốn ngồi nhưng ngại con chó có vẻ dữ Nên hỏi gã kia Con chó của ông có cắn người không? Ồ con chó của tôi thì không cắn ai Người đàn ông ngồi xuống ghế Bị con chó ngoạm luôn một phát Ông tức giận nói Thế mà ông bảo là con chó của ông không cắn ai à? Nhưng thưa ông Tôi không bảo con chó này là của tôi mau quên đêm tân hôn chàng thỏ thẻ với nàng em yêu dấu anh xin hứa với em một điều là anh không bao giờ phụ em nàng sung sướng mỉm cười sáng hôm sau thức dậy nàng lo cơm nước cho hai người và chuẩn bị đi làm nàng nói anh ơi à, vô đây phụ em một tí nào gần đến giờ đi làm rồi nè anh chàng nhăn nhó bảo em sao mà quên mau thế mới đêm hôm qua anh đã nói gì nào không thể bắt trước trong toa tàu nọ có sáu vị khách ba người là kế toán còn ba người là luật sư trong chuyến đi ba vị kế toán mua đủ ba vé còn ba luật sư chỉ mua chung một vé đến lúc soát vé Cả ba vị luật sư đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Người soát vé gõ cửa. Một vé được chia ra khe cửa. Chuyến đi đến đích an toàn. Chuyến về, ba vị kế toán rút kinh nghiệm. Chỉ mua một vé cho cả ba. Còn ba vị luật sư lại không mua vé. Khi người soát vé chuẩn bị đến, ba vị kế toán đứng dậy vào nhà vệ sinh. Ba người luật sư cũng đứng lên vào nhà vệ sinh bên cạnh. Nhưng một người trước khi vào đã gõ gõ cửa phòng vệ sinh có ba vị kế toán. Cạch cạch cạch, một tấm vé chìa qua khe cửa, vị luật sư cầm lấy và bước nốt vào nhà vệ sinh. Từ ngữ chuyên ngành Ông bố ở quê ra thăm gia đình con trai ở thành phố. Đêm hôm ấy, ông nghe vợ chồng con trai vốn là dân cá độ bóng đá nói chuyện với nhau rằng Mai cụ về, thế em định nhét cho cụ uh, 500 xịt, anh thấy thế nào? Thôi, đập luôn cho cụ vài chai, cho cụ tiêu luôn. Ông cụ nghe thấy vậy thì hoàng hồn, nửa đêm trèo cổng trốn về nhà. Sáng hôm sau, Vợ chồng người con nháo nhào đi tìm ông cụ nhưng không thấy đâu. Chạy về đến quê, thấy ông cụ đang ngồi rung đùi uống trà. Liền hỏi, ôi, sao bố về mà không nói cho tụi con biết? Biết cho anh chị giết tôi à? Tôi thoát chết là may rồi. Chứ ở nán lại không chết vì năm dị rượu thì cũng chết vì bị chai đập vào đầu thôi. mưa sợ phạt thuế. Giai đoạn lịch sử trước thời nhà Tống, có thời kỳ ngũ đại thập quốc, khi đó có một nước tên là Nam Đường. Thuế khóa ở nước Nam Đường này rất nặng nề. Người buôn bán vì thuế quá cao nên chán nản lo lắng. Kim Lăng nay thuộc khu vực Nam Kinh, lúc ấy là kinh thành của nước Nam Đường hạn hán kéo dài đời sống nhân dân vô cùng cực khổ vua nước nam đường là lý thăng một lần vua mở tiệc trong vườn bắc uyển gọi là úy lạo ở các đại thần giữa bữa tiệc vua lý thăng hỏi các đại thần rằng sao lâu rồi không thấy kinh thành có mơ nhỉ một vị đại thần có tên là thân triều cao đáp Thưa quốc vương, mưa không dám rơi xuống kinh thành chúng ta vì nó sợ bị phạt thuế đấy." Vừa nghe xong bật cười, rồi sau đó ra chiều đãi bãi bỏ những uh, thứ thuế vô lý. <laughs> Bốc phét trong kinh thành đang có cuộc tuyển chọn tướng quan người kéo đến tụ tập xem rất đông đang lúc mọi người xem những người trúng tuyển thì một người ở quê tỉnh sơn đông nói to các ông trúng tuyển đều bình thường không có ai cao lớn tướng mạo hơn người làng tôi có một người vĩ đại lắm chân đạp đất đầu đội nóc nhà một người quê ở tỉnh sơn tây nghe nói thế vội nói ngay Thế thì đã ăn thua gì Ở làng tôi Chỉ ngồi dưới đất Mà có người đầu chạm nóc nhà cơ Liền sau đó có một người quê ở tỉnh Thiểm Tây lên tiếng Người mà hai ông nói Đều không nhầm nghề gì đâu nhá Ở làng tôi có một người Chỉ cần há miệng Thì môi chạm nóc nhà Còn môi dưới thì áp sát đất luôn đấy một người đứng bên cạnh người thiểm Tây tò mò hỏi ngay. Thế xin hỏi ông, thân hình người đó ở đâu? Người thiểm Tây trả lời. Ôi, chẳng qua, nghe họ bốc phét thì tôi bốc à, bốc phét cùng cho vui thôi mà. Lăng y dạy con, có một ông lăng băm bốc thuốc chữa bệnh, thuốc bốc lung tung cho nên dẫn đến chết người. Người nhà nạn nhân đến trói ông lang băm nọ, khiêng về nhà mình để trị tội. Nửa đường, nhân khi trời tối, ông lang băm cởi được trói, rồi nhảy xuống sông bơi sang được bên kia, thế là thoát. Về đến nhà, ông lang băm thấy con mình đang chúi đầu và đọc sách, loạn quảng. Băm mới bảo con, con ơi, sách thuốc học sau cũng được. Bây giờ con phải học bơi cho giỏi cái đã. <laughs> Tính tuổi, một cặp vợ chồng nọ mới sinh được đứa con gái. Tập quán ở địa phương là giảm vợ gà chồng từ lúc còn bé. Nên bà mối đến nhà giảm hỏi. Bà mối nói, được đấy, Đứa con trai kia năm nay mới 2 tuổi. Bố con bé tức giận chỉ tay vào mặt bà mối rồi mắng. Cái đồ mối dởm kia, mộ tính xem, con gái tôi năm nay mới 1 tuổi, thằng bé kia 2 tuổi. Giả sử con gái tôi 10 tuổi, thì thằng ấy nó 10 tuổi, tranh lệch như vậy, thì gà thế nào được? Mẹ con bé ngồi bên cạnh quay sang nói với chồng, sai rồi, anh tính sai bét rồi anh nhẩm lại mà xem con gái chúng ta năm nay một tuổi mà thằng bé ấy hai tuổi sang năm con gái chúng ta hai tuổi vừa bằng thằng bé kia sao lại không gà được <laughs> ngày xưa ngày xưa có cô bé quảng khăn đỏ đến thăm bà trên đường qua rừng Cô bỗng thấy một con sói đang rình rập trong bồi cây. Cô bé chỉ vào con sói và hét. Sói già độc ác, đừng hòng hám hại ta. Sói nhảy ra khỏi bồi rậm cáu kình, lào bào vài tiếng rồi bỏ chạy. Cô bé tung tăng đi tiếp, được một quãng. Cô lại bắt gặp sói núp sau một gốc cây. Cô bé lại chỉ vào sói và hét lên. Sói già độc ác, đừng hòng hám hại ta sói già nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Cô bé quàng khăn đỏ lại tung tăng, vừa đi vừa hát. Nhưng một lúc sau, cô lại thấy sói lúi húi sau một tảng đá. Như những lần trước, cô bé hét, sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta. Đến nước này, sói nhảy ra giận dữ và rít lên. Vừa vừa phải phải thôi, có để yên cho ta đi ị không? nói dối có hai người đàn ông nói chuyện với nhau một người hầm hực bảo vợ tôi đang lừa dối tôi làm sao mà anh biết chứ ừ thì tối hôm nọ cô ấy không về nhà khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà hương cô bạn thân nhất của cô ấy thế thì sao cô ấy nói dối đấy chính tôi mới ngủ ở nhà hương tối hôm đó Để phòng trước, tí hớt hải chạy đến bệnh viện gặp cô y tá. Cô ơi, tiêm cho cháu năm mũi giảm đau loại nặng nhất đấy ạ. À? Cô y tá ngạc nhiên, cháu bị đau ở đâu, nặng lắm không mà tiêm nhiều thế. Dạ giờ cháu không bị đau ạ, à, nhưng tí nữa cháu phải cầm sổ liên lạc về gặp bố ạ. À? làm không xuể, cô giáo bảo tèo em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi. Dạ bố em lại bảo rằng chính cô mới làm bố khổ ạ. À. Phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ nữa. Em không nói đùa đấy chứ? Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại. Em nói rõ hơn đi. Dạ vâng ạ. À. Vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể ạ. À. đầy tớ nỗm. Ngày xưa có một bà huyện đến chơi nhà chị em bạn. Có thằng đầy tớ đi theo để hầu, đang ngồi nói chuyện đông đủ cả mọi người. Bà huyện tự nhiên lấy vãi ra một cái rắm. Đầy tớ đứng hầu ở sau lưng thấy bà mình đánh rắm phỉ cười ra. Nhưng mà lúc ấy các bà ngồi chơi thì rất đông mà đầy tớ đứng hầu xung quanh cũng nhiều. Cho nên lộn xộn không biết rõ là ai đánh rắm. Tuy vậy, bà Huyền cũng ngược, bẽn lẽn cáo lui ra về, trong bụng căm tên đầy tớ lắm. Muốn chừng như về đến huyện, thì đem băm vằm ngay nó ra. Thế nhưng mà đi đường, dần dần bà nguôi cơn giận, cho nên khi về đến dinh, chỉ gọi nó vào trong nhà, mà chửi mắng nó đáo để một hồi rằng, đồ ngu đồ dại đồ không ra gì mày như người ta thì mày nhận được của mày có được không việc gì mày lại nhe răng mà cười hả à? như con đông sơn chứ đồ ăn mày ở đâu đấy à? bận này bà thọ tha cho đấy bận sau mà còn thế nữa bà đánh cho lột xương ra đấy rồi đuổi nó bước ngay ra đường kia nỡ mà anh nỡm ta sợ mất vía vội vàng nuôi ra, xăm xăm chạy một mạch đến nhà kia, nói với đông nhan cả mọi người rằng, Thưa các bà, cái rắm bà con đánh ban nãy là của con đấy ạ. À. Sự khác biệt giữa bồ với vợ Tí viết thư hỏi ba sự khác biệt giữa vợ với bồ là gì hả ba? Ba viết thư trả lời. Con trai yêu dấu của ba. Vợ ví như cái tivi, còn bồ là điện thoại di động. Ở nhà ta xem tivi, nhưng đi chơi thì ta mang theo điện thoại di động. Không có tiền ta bán tivi, có tiền ta đổi điện thoại di động. Xem tivi lúc rảnh rỗi, nhưng đa số thời gian ta sử dụng điện thoại di động. Tivi có thể xem mà không cần trả phí. Nhưng điện thoại di động nếu con không trả tiền thì sẽ bị ngưng dịch vụ và tốt nhất là con nên cẩn thận với cả hai. <laughs> Siêu chuột, chú nọ huấn luyện được một con chuột bạch hễ đói là bấm vào một nút trên bờ tường một hôm con chuột ấy mời một nàng chuột công viên về nhà chơi cô ả à vừa đến nơi đã óng ẹo anh mời em đến nhà mà không có thức ăn gì ư em yên tâm anh bấm chuông gọi người hầu mang thức ăn ra ngay đây thay đổi nhỏ trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp John bị bóng đánh trúng ngay vào chỗ hiểm đau quá John ngã lăn ra bất tỉnh khi tỉnh dậy John thấy mình nằm trong bệnh viện nén đau John liền hỏi bác sĩ đang đứng gần đó bác sĩ à vết thương không quá nặng chứ tôi có thể tiếp tục chơi bóng chứ bác sĩ nói được nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ hay quá nhưng có thay đổi gì vậy à anh sẽ không được tiếp tục chơi cho đội bóng đá nam mà phải chuyển sang bóng đá nữ gian nan rũ bỏ người yêu tôi biết hắn diễn diễn sâu quá tuy nhiên ánh mắt hắn thì lạnh như mùa đông không có một chút tình người Hình như hắn đã phát hiện ra điều gì đó trong gia đình em và muốn lợi dụng. Em đã trải qua một mối tình rồi, nên biết rõ hắn không yêu thật lòng. Nụ hôn của kẻ không yêu nhạt lắm, nhạt hơn nước ốc luộc thiếu gia vị. Em cho người điều tra kỹ về hắn. Hóa ra hắn cũng học hết trung cấp, rồi nhưng chưa xin được việc, lang thang mấy năm nay. Mấy bằng đại học còn thất nghiệp, huống chi cái bảng trung cấp quèn như hắn điều quan trọng là con người hắn không đàng hoàng không có tố chất gì tốt là cao thượng cả bây giờ em hiểu hết ý đồ của hắn rồi ngày hôm sau hẹn hắn ra công viên em ra chiêu độc em ôm mặt khóc nức nở khóc như chưa bao giờ được khóc anh yêu ơi bố em mới bị mất chức rồi hắn liền bỏ chạy mất dép không ngoái đầu quay lại rượu. Khách hàng hỏi người bán: "Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế?" "Bằng tắc kè." "Thế rượu rắn thì sao?" "Thì ngâm bằng rắn." "Thế còn rượu sâm?" "Đương nhiên là sâm rồi." "Vậy rượu Napoleon?" Sáng nay, khi vừa mở mắt, tôi đã nghe hai vợ chồng phòng bên to tiếng, người vợ bảo lúc nào cũng vậy chỉ bóp ở trên làm em bực cả mình à chồng đáp em nhìn lại đi nhá tối hôm qua anh vừa nặn vừa bóp từ dưới lên trên đấy thôi vợ hỏi sao bây giờ ở trên nó dẹp lép thế này còn ở dưới thì nó phình to thế này luôn chồng bảo em nói nhiều quá à. đưa đây anh bóp lại cho vợ đáp thôi nặn kem ra cho em đánh răng luôn đi Tại cuộc họp kiểm điểm cuối năm, thủ trưởng nói với nhân viên: "Các đồng chí cứ vô tư nhận xét những nhược điểm của tôi, nhưng trước hết, tôi xin tự phê bình là mình có hai nhược điểm, vừa nhớ dai và thổ vặt mấy chục năm nay không khắc phục được mà ngày càng trầm trọng hơn." <laughs> Giám đốc giám đốc làm mai cho cô thư ký với một nhân viên đêm tân hôn chú rể nói em nói nhỏ một chút người khác nghe thấy thì xấu hổ lắm sao anh nói giống hệt giám đốc vậy